Chương một. Nữ chủ tịch lạnh lùng Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lãnh thị là một tập đoàn đa ngành xuyên quốc gia Tập đoàn có hệ thống chi nhánh trải rộng khắp thế giới như Pháp, Brazil, Anh, Nga, Đoài Lan Và trụ sở chính của tập đoàn là một tòa cao ốc gần trăm tầng ở trung tâm New York của Hoa Kỳ Đây là tập đoàn do người Mỹ gốc trung thành lập đã vài chục năm Hiện tại Lãnh thị đã trở thành tập đoàn hùng mạnh nhất thế giới, 6 năm trước tập đoàn bỗng nhiên lâm vào khủng hoảng và có nguy cơ bị phá sản. Nhưng mà tập đoàn chẳng những không bị phá sản mà còn khôi phục lại và phát triển sau khi tân chủ tịch cũng chính là chủ tịch hiện tại lên nắm quyền. Được biết vị chủ tịch này là đứa cháu duy nhất của chủ tịch tiền nhiệm. Ông Lãnh Hàng Quân là cô Lãnh Hàng Quyên, khi cô Lãnh Hàng Quyên mới lên làm chủ tịch cô bị rất nhiều người phản đối vì cô còn quá trẻ chỉ 17 tuổi. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, với sự mưu trí và tài năng của mình cô đã làm cho lãnh thị đang rơi vào bờ vực phá sản vực dậy thoát khỏi nguy cơ. Điều đó đã làm cho mọi người nhìn cô bằng con mắt khác và tin tưởng vào cô sau 6 năm dưới sự lãnh đạo của cô lãnh thị từ một tập đoàn đứng thứ năm trên thế giới vụt lên và trở thành tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới, là một người phụ nữ thành đạt, tài giỏi lại vô cùng xinh đẹp, cô trở thành đối tượng khiến bao người đàn ông ước ao, say đắm nhưng cô lại quá lạnh lùng, tàn nhẫn, tính cách có thù tất báo khiến người ta sợ hãi. Trên thương trường, người ta ví cô là bông hoa anh túc độc, tuy nó đẹp nhưng lại quá nguy hiểm khiến người ta chỉ dám ngắm nhìn từ xa chứ không dám đến gần khoảng 6 giờ 45 phút sáng. Trước tòa cao ốc lãnh thị ở New York một chiếc Rolls Royce Ghost dừng lại. Anh tài xế bước xuống xe và đi ra cửa sau cung kính mở cửa, sau đó dưới ánh mắt mọi người là một cô gái xuất hiện. Cô gái này cao hơn một M70, trên người cô là một bộ đồ công sở màu đen sang trọng. Cô gái này còn rất trẻ, chỉ ngoài 20 tuổi. Mái tóc đen được búi cao gọn gàng làm tăng lên sự chuẩn chạc của cô gái trẻ. Sống mũi cao, đôi môi đỏ mỏng mê người, đôi mắt đen lạnh lẽo, sắc bén khiến người ta không dám nhìn thẳng vào. Với một dáng người hoàn hảo tạo nên một nét đẹp lạnh lùng, kiêu sa và quý phái của giới thượng lưu, cô gái sách vali và bước thẳng vào công ty, các nhân viên công thấy cô đều cúi đầu chào. Chào chủ tịch. Dạ chào chủ tịch, cô gái không nói gì chỉ thoáng gật đầu và đi thẳng đến thang máy dành riêng cho chủ tịch rồi bấm tầng cao nhất. Và vâng, đây cũng chính là nữ chủ tịch trẻ tuổi đầy tài năng của lãnh thị. Lãnh hàng quyên, khoảng 9 giờ sáng khi lãnh hàng quyên đang phê duyệt tài liệu thì có tiếng rõ cửa phòng vang lên, cốc, vào đi." Cô cất giọng lạnh lùng, bước vào phòng là Elena William. "Thư ký chủ tịch, cô cung kính nói." "Thưa chủ tịch, 30 nửa chủ tịch có một cuộc họp quan trọng." "Ừ, tôi biết rồi, còn gì nữa không?" Lúc này lãnh hàng quyên mới buông giấy tờ ra ngẩng đầu lên nhìn cô thư ký và lạnh lùng hỏi. "Dạ là tập đoàn Colin. JB bên Washington mời chủ tịch tuần sau đi dự lễ khánh thành trụ sở mới của tập đoàn họ." chủ tịch có đi không ạc tập đoàn cô linh jb là tập đoàn đã hợp tác với lãnh thị từ thời của ông nội cô lúc lãnh thị bị khủng hoảng 6 năm trước đã không có bỏ rơi tập đoàn mà có giúp đỡ một phần trong việc khôi phục lại tập đoàn lúc đó tôi sẽ đi sẵn tiện kiểm tra chi nhánh tập đoàn ở đó luôn chị sắp xếp công việc rồi đi với tôi vâng tôi biết rồi sau khi elena ra ngoài lãnh hàng quyên cầm tấm ảnh đặt trên bàn làm việc lên xem đây là ảnh chụp cô và ông nội lúc mới nhận lại nhau chưa bao lâu. Nhanh thật, mới đó mà đã 13 năm rồi, 13 năm cô biết mình có một người ông yêu thương cô hết mực, cô nắm chặt trong tay một vật gì đó, nhưng có lẽ là mặt dây chuyền vì nó có dây thòng xuống từ tay cô, nhìn đồ trong tay một cái rồi cô ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xăm ngoài cửa sổ lẫm bẩm. Trinh Trinh à, 13 năm rồi, mình chết là cậu vẫn còn sống, yên tâm đi, trái đất tròn mà, sẽ có một ngày chúng ta gặp lại nhau thôi nghe trọn bộ tại mê audio com link trực tiếp ở phần mô tả